Toyota Lý Thường Kiệt chi nhánh Tây Ninh xin chào các bạn. Mình là Mỹ Nữ, chuyên viên tư vấn bán hàng tại Toyota Lý Thường Kiệt chi nhánh Tây Ninh. Toyota Tây Ninh là chi nhánh thứ 3 của Toyota Lý Thường Kiệt, được tọa lạc tại địa chỉ 50 Hoàng Lê Kha, phường 3, thành phố Tây Ninh. Toyota Tây Ninh được thành lập vào đầu năm 2017, nhưng với sự hỗ trợ cũng như kế thừa từ nền tảng vững chắc của trụ sở chính là Toyota Lý Thường Kiệt, Toyota Tây Ninh đã và đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng. Vì từng ngày chúng tôi đang nhận được lượng đặt mua xe cũng như là làm dịch vụ ngày càng đông hơn, luôn hướng tới sự phục vụ hàng đầu, cũng như hàng ngày chúng tôi luôn cố gắng đưa ra những dòng sản phẩm mới nhất để quý khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Và hôm nay tại đây chúng tôi ra mắt một phiên bản đặc biệt chỉ có tại Toyota Lý Thường Kiệt chi nhánh Tây Ninh. Và đây là anh Trần Quốc Nhật, người bạn đồng hành cùng với tôi. Anh ấy sẽ bật mí cho các bạn biết phiên bản này có gì đặc biệt nhé. Xin chào tất cả các bạn. Để tiếp nối thành công của phiên bản Toyota Vios Red vừa ra mắt với nhiều đón nhận từ phía quý khách hàng, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn một phiên bản hoàn toàn mới, một màu sắc mới. Mục tiêu của chúng tôi ra mắt phiên bản này để cho các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn hơn khi mua xe. Vì một lý do nào đó, các bạn không muốn đầu tư quá nhiều chi phí cho chiếc xe của mình, chỉ cần đầu tư một chi phí rất thấp, các bạn cũng có thể sở hữu ngay một chiếc xe Toyota đẳng cấp. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một phiên bản Toyota Vios Blue hoàn toàn mới, chỉ có duy nhất tại Toyota Tây Ninh. Vâng, trước mắt các bạn là một chiếc xe Toyota Vios Blue vô cùng trẻ trung và năng động. Chiếc xe màu xanh cuốn hút đến từng chi tiết, phần bề mặt được phủ bởi chất liệu sơn cao cấp Blue Mecha sáng bóng, làm tăng thêm vẻ hoàn hảo và kiêu hãnh khi cùng chủ nhân lướt trên những cung đường đầy nắng của mùa hè. Phần đầu xe hốc gió được thiết kế với hình thang lớn tạo nên sự mạnh mẽ cho chiếc xe, lưới tản nhiệt chrome kéo dài sang hai bên liền mạch với cụm đằng trước, tạo nên sự bề thế và vững chãi cho chiếc xe. Tất cả đều trau chuốt đến từng chi tiết. Cốp xe với góc mở rất rộng, khoa lý với thể tích 506 lít sẽ giúp cho các bạn sẽ vận chuyển những hành lý cồng kềnh và thuận tiện hơn khi vận chuyển trên những tuyến đường dài. Đặc biệt, phần đuôi xe được nâng cấp bởi cụm đèn sau full LED tinh tế với những dãy LED dài mịn, thật là vô cùng sang trọng. Chắc chắn chiếc xe của bạn sẽ vô cùng nổi bật, đặc biệt vào ban đêm. Toyota Vios hoàn toàn mới được thiết kế, được trang bị bởi hộp số tự động vô cấp với 7 cấp ảo, giúp tăng tốc cực nhanh, tiết kiệm nhiên liệu và chuyển số vô cùng êm ái. Theo thống kê của Toyota Việt Nam, mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản này là 4.73 lít trên 100 cây ở đường trường, một con số khá ấn tượng đúng không ạ? Phía dưới nắp capo này có điểm gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Vâng, trước mắt chúng ta là một khoang động cơ được bố trí vô cùng gọn gàng. Động cơ của phiên bản Toyota Vios mới được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Duo VVTi cho công suất tối đa lên 107 mã lực ở vòng quay 6.000 vòng trên phút, giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa, tăng tốc nhanh hơn và giảm khí thải ra môi trường. Khá là ấn tượng đúng không ạ? Tất cả đều hoàn hảo từ kiểu dáng, an toàn và vận hành. Vậy để sở hữu một phiên bản Toyota Vios đẳng cấp như thế này, chúng ta cần chuẩn bị những gì, tài chính bao nhiêu và quy trình mua xe như thế nào? Tôi xin giới thiệu bạn Mỹ Nữ, chuyên viên tư vấn bán hàng sẽ giải thích rõ hơn đến tất cả các bạn. Vâng, và để được sở hữu ngay chiếc Toyota Vios Blue phiên bản đặc biệt này, các bạn cần chuẩn bị một khoản tài chính là bao nhiêu, cũng như được sự hỗ trợ đặc biệt nào đến từ đại lý Toyota Tây Ninh? Tôi, Mỹ Nữ, chuyên viên tư vấn bán hàng tại đại lý Toyota Tây Ninh xin được phép hỗ trợ các bạn. Xe Vios Toyota Vios Blue phiên bản đặc biệt có mức giá là 588 triệu đã bao gồm mức thuế VAT, và với chỉ hơn 100 triệu đồng các bạn có thể sở hữu ngay chiếc xe Toyota Vios Blue phiên bản đặc biệt.
Khi sở hữu một chiếc xe Toyota, các bạn sẽ được hỗ trợ một gói dịch vụ trọn gói đến từ Toyota, bao gồm mua xe chính hãng Toyota, tài chính đến từ Toyota, bảo hiểm Toyota toàn diện và bảo dưỡng Toyota chính hãng. Và cũng nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty, nếu như quý khách mua xe vào tháng 5 năm 2017, các bạn sẽ nhận được một gói ưu đãi đặc biệt và cũng như có cơ hội trúng thưởng chiếc xe Toyota Camry 2.5G đẳng cấp. Và riêng với phiên bản Toyota Vios Blue, phiên bản đặc biệt này chúng tôi khi mà các bạn mua xe Toyota Vios Blue phiên bản đặc biệt này, các bạn sẽ được sở hữu ngay chiếc Samsung Galaxy S8. Còn nhân chờ gì nữa, các bạn hãy nhanh tay gọi chúng tôi vào số hotline 1800 6565 để được hỗ trợ tốt nhất. Toyota Lý Thần Kiệt xin chân thành cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Vì vậy, chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến và hoàn thiện để có thể phục vụ quý khách một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn.